Xin chào các bạn, đến với kênh Đức Nhân TV. Mình đang có mặt tại làng cổng bà làng Bá Dương Lội của xã Hồng Hà. Và hôm nay là đang tổ chức cái hội chợ ở tại đây. Mình mời các bạn vào xem cái lễ hội. Và sắp sửa là cái hội diều truyền thống tổ chức vào ngày 18 đến ngày 24 tháng 4, tức là rơi vào từ 14-15 tháng 3 âm lịch các bạn nhé. Đây là cổng làng Bá Dương Lội. Cổng làng rất đẹp các bạn nhé. Mình chạy quay cho các bạn xem cổng làng. Mời các bạn theo chân mình vào đây. Nay thì chắc là khách cũng chưa đông lắm. Đây là những gian hàng đang bày bán ở đây và mình mời các bạn đi theo mình vào đây. Năm nay Đan Phượng tổ chức liên tục các kỳ, năm ngoái thì ở Hà Mỗ. Và đây là các gian hàng truyền thống, các gian hàng đặc đặc giải. Được có cái thương hiệu rồi. Đây là của làng nghề truyền thống đồ gỗ Phú Xuyên. Đây là bàn này, bàn uống nước này, bàn hạt này, sản là Ba Miền, công ty nhựa xuất lại rất nhiều sản phẩm. Trong lúc mình sẽ quay lại đây mình xem mấy thứ này. Đấy, bên đây thì là các loại thuốc bắc. Đây là xã nào ấy bác ơi? Ba Vì à? Tỉ từ đỏ. Toàn thuốc nam nhỉ? Toàn thuốc nam. Bôi đặc trị bôi nấm ngứa, sâu răng, viêm lợi. Ba Vì. Đây có thuốc xoải thận không? Dạ có anh. Yeah. Em kia là dạng nước uống á. Yeah. Này loại nào đấy? Đây à, thảo dược xoải thận à. Loại này bao tiền một gói này? Đấy là 1 tháng uống á, là 500. 500 à? 50.000 một gói à? Của dân tộc Dao, trước mình mua một lần không biết ở đâu mà uống không chịu thị thoa. Kẹo lúc quay lại có khi lấy mấy thang uống. Đây thuốc bổ à? Vâng, thuốc ngâm rượu anh ạ. Ngâm rượu. À, cái này là cái gọi là Minh Mạng Thang. Minh Mạng Thang. Bổ thận rồi bổ thận tráng dương. Đau lưng. Đau lưng mỏi gối. Uống có khỏe không à chị? Quá ok luôn. Ok. Cái này uống tốt. Thang này mấy trăm? 500 một thang. 500 một thang à? Đó là thảo dược hết. Đây bên đây cũng là sản phẩm đồ mộc, đồ gỗ, rồi các cụ thuốc dược, mật ong. Để mình quay cho các bạn. Cái cơ sở mình là của đâu bác em nhỉ? Đây bác của Hà Giang. Hà Giang à? À, sản Hà Giang. Cái này gỗ này là gỗ trầm hay gì đấy? Trầm của Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam. À, trầm Quảng Nam đẹp quá nhỉ? Cái này giá có cao không à? Cũng thường. Nhưng mà trầm này trầm tự tốc. Nhiên hả? Trầm tốc của Quảng Nam. Trầm tốc á? Vâng. À. Thơm không? Thơm. Các cái cây gỗ lũa này là cũng trầm đất à? Đúng, đất à? Như cái cây này thì trồng nhiều tiền không? Tầm 35 triệu. 35 triệu. Đấy giá thì tuyệt vời. Có cái dây trà, có cái gì các tràng hạt nào của trầm không? Nó chắc là đắt lắm nhỉ? Nào còn cũng chán. Loại này loại nhỏ đeo tay cổ tay đúng không? Loại một dây à? Dây dài à? Vâng. Loại này thì bao tiền? Loại này thì tầm 1 triệu 8 một đồng. 1 triệu 8 à? Được trầm xịn không ấy? Trầm xịn đấy ạ. Yeah. Trầm xịn. Cũng thơm nhưng mà không biết nó bền lâu bò không? Không, mình ghép thường xuyên thì nó thơm đấy. À, nó cọ sát vào nhau đúng không? Đúng rồi, sát vào. Đúng rồi, 1 triệu 8 à? Nếu bán được bớt thì có bao nhiêu? Mua được bớt được 100. 100 rồi à? Còn cái trầm đốt này là giá tiền bao hộp? Đốt thì có 3 loại, có loại 500, 300, 200. Loại trầm càng già thì nó càng thơm. Càng già càng thơm. Càng đắt hơn. À. 300, 500 thì được có khoảng bao nhiêu? 38 nụ. Còn đây hương đã thớt sắp, đây là hương cái gì? Đấy là hương quế, hương quế thắp hàng ngày. Còn hương trầm trên này. Hương trầm, hương trầm đây à? Còn này đắt không? Đấy, 150 một hộp. À, 150 hộp mà hộp nhỏ đây à? 85 que. À. Mỗi que đốt được 1 tiếng. 1 tiếng cơ à? Ai giời.
đốt nó thơm lắm, thơm nhỉ. Đây đang đốt hương đây hay hương khác đây? Không, đấy là hương cổ truyền nữa. À, hương cổ truyền à. Ở đây ở hội chợ đây bao nhiêu ngày em nhỉ? 6-7 ngày. 7 ngày à? Đến 24 à? Vâng. Đây mà các bạn đi theo chân mình cấp quay lại xem. Hôm nay mình đang bày đồ ra. Bánh đa. Mình sẽ đi bên phải trước xong chốc quay lên mình quay bên kia. Đây là trường mầm non của Hùng Hà các bạn nhé. Trường mầm non Hùng Hà. Có tí. Anh có vẻ cao đúng không? Em là con đen mốc của em. Sai rồi. Gấm táo mèo. Đây của huyện tỉnh nào đấy ở Bắc Sơn La. À, Sơn La. Toàn đồ nông sản núi rừng. Sơn La. Măng. Các loại miến măng. Tinh dầu rất phong phú các bạn nhé. À, đi xuống rồi xong rồi chắc là mình lại vào xem có hội hay sao. Thuốc bắc đây thìa canh dầu khổ lang. Hồng sâm. Chào người đây, ăn mặc liên tục Thái sao nhỉ? Hả? Đúng rồi. Sản phẩm ở trên đây mình có cái gì đây? Ăn đồ gạo à? À gạo Điện Biên. Vết nương. Tập trung này. Nứt đen à? Cái này là nấu ăn hay là người ta ấy nhỉ? Hay là người ta rang uống nước nhỉ? Cũng được à? À. Đây toàn gạo chưa rang đúng không? 35.000 kg. Cắt nhất thì gạo lết đường. Gạo sạch tốt. Gạo sạch. Đặc sản của Điện Biên. Đi một vòng du lịch đã. Đây là Tuyên Quang. Sản phẩm của tỉnh Tuyên Quang. Các loại nước mắm. Đây là thuốc gì đấy em? Dạ, tinh dầu ấy. Tinh dầu, dầu gió các thế à? Vâng. À. Đây, các cháu đi rất là ngăn, rất là đấy nhá, chào đấy. Ờ, chào bạn. Ai ra, cái này cẩn thận quá nhá. Càng xuống đây thì lại càng thấy có tiếng trống. À, trong đây là hội trong này đấy các bạn. Trong này đang các cung đặt tế cơ. Thank you.
Có nhiều máy mà, 5 cái. 5 cái, đây cái một cái này, cái đây như này nhưng mà cũng nhiều tiền hết đấy. We'll be right back.
Thank you.
đêm của hội hoa. Thank you.
xem phục trình đình làng Bá Dương Lội các bạn nhé. Các sở diễn ra thảo diều ở đây, ở đây trung tâm hội chợ. Đây rồng chuẩn bị phục vụ lễ hội đang để đây rồi. Chúng đang mới đang dựng xưởng lên thôi. Mình sẽ vào tận đây quay cho các bạn luôn. Anh đang đi quay phim. Đây, đặc sản Sơn La đây anh. Sản Sơn La. Cái ẩm đây này. Cái này cái thịt là thịt trâu rừng à? Có thể dùng được. Trâu ăn cỏ. Anh trâu ăn cỏ. Trâu ăn cỏ. Trâu ăn cỏ. Trâu bản chuẩn bản. Trâu ăn cỏ. Trâu ăn cỏ. Lợn hơ mông. Những gỗ sồi. Khu này là khu ẩm thực. Các bạn đi theo mình đi một vòng bên phải. Cá cơm. Rất nhiều đồ gặp chưa chuẩn bị hết đâu các bạn, bây giờ mới đang là những buổi đầu tiên chưa đông. Các làng, các tỉnh thành về đây hết nhiều nhiều các bạn, nhưng mà chưa đông, vài nữa chắc đông hơn. Còn kẹo. Đi đây kia kia. Một đội lượng. Nem nướng. Mình mặn hàng. Món gì cho cảm thấy không? Cả đen em đi từ hai cái sỏi thận này có được không em nhỉ? Anh uống bao nhiêu là chả khỏi? Sỏi to lắm, anh phải anh giờ đó trước đó phân tư rồi còn một phân mà. Phải bên trái 5 viên nước anh uống cũng rất nhiều các cái trên mạng rồi mà chán thôi. Dạng cao cũng có, dạng gói này cũng có mà không chơi. Mà anh tránh uống cái loại viên, mình đã bể thận kém mà đừng uống viên. Hả? Ý là anh uống thuốc gì thì uống nhưng mà đừng uống dạng viên. Ừ. Uống dạng viên bể thận mình kém rồi nó không lọc.
anh đun cái này lá này uống cho em, nó sẽ bào mòn dần ạ. Cái gói này á, ngày xưa anh hình như anh cũng lấy cái dòng của cái này. Thảo dược hết nha, dùng yên tâm luôn. Cũng trước cũng lấy ba vì rồi đấy, sao uống được cái đấy? Uống nhà nào? Hình như được đây sao này? Ba vì mà. Ba vì nhưng mà nhà thuốc khác nhau ạ. Thế yeah. Giống nhau. Của em là làm theo bí truyền của nhà mình chứ không phải là đều lá, các anh không hiểu thì nó là đều lá thôi, nhưng mà bọn em làm theo bài nó khách bệnh nhân người ta ok là mình cũng làm theo như thế. Không giống nhau ạ. Triệu Thị Thoa, anh cứ dùng cho em nhé, chủ là anh đi siêu âm nó bò mòn xuống bao nhiêu là mình biết. Ừ. Đấy là mình theo dõi nhé. 510 gói à? Vâng. Mỗi tháng ấy đun cho em cứ đổ ngập nước thì đun sủi nhỏ 10-15 phút ạ. Xong ừ. Là cho nó ngấm xong. Có bớt không? Không. Giá của em tận gốc rồi, giá ừ. Nhà sản xuất tạm ra rồi. Số điện đây, xong anh cứ đi kiểm tra đi, nó xuống bao nhiêu biết mà. Anh phải xác định uống vài tháng, của anh to như thế, anh phải uống 2-3 tháng. Anh uống các loại thuốc mà không thấy mòn mới, chậm. Uống 2-3 tháng thì ok, uống cái này là uống thay nước luôn, không có... Cái này cũng ngâm rượu đúng không? Ngâm rượu. Cái này trước ngâm rồi mà không biết. Cái này mấy trăm gói này? Cái đấy 120, anh ngâm kết hợp với thằng sau này. Cái này nó vừa tác dụng bổ thận vừa cả tẩy sỏ. Thế yeah. Con này chỉ xem con này bao tiền một gói này? Con 150 ạ. Đấy là mình muốn uống rượu thuốc, khoảng uống nhưng mà nó tốt. Ừ. Thận tốt thì có thằng nào tốt, mấy thằng tốt? Đấy, thằng này với thằng mới tuổi đánh ngâm đấy nhá. Thằng mới tuổi mới cầm cao ngâm cùng được à? Ngâm. Hai gói này thì khoảng bao nhiêu lít rượu? Hai gói. Cứ tính mỗi thứ một cân, nếu mà anh lấy như này ấy thì cái thằng này với thằng này con với nhau, cái này một cân, cái này một cân, ừ. Hai con đấy một cân, thì anh cho bọn mình 10 lít là vừa. Ừ. Chất ngâm cái mút tình rồi mà không uống không thấy hiệu quả này, lúc mua nó cũng ship cho trên mạng mà không thấy hiệu quả. Anh không có cái hợp vị. Cũng làm một thang này này. Cái gì đấy? Cũng ngâm rồi. Cũng ngâm rồi, cũng hỗ trợ ngâm rồi. Cầm các loại theo sưu tập rồi nhưng mà không thấy. Đang lo cái sỏi thận thôi. Đấy, lấy đi mùa này uống nhiều nước mà, có những mùa đông đâu là ngại uống nước. Mùa này uống nhiều thì nó tốt. Mình càng uống nhiều nó càng lọc được. Cho khi anh cái sỏi thận kia, lấy sỏi thận. Kết thúc video tại đây nhé. Hôm nay mình ra đây làm một cái video cho các bạn và xem cái hội chợ của Hồng Hà. Và mình cũng mua một thang thuốc cái xoài thận.